Làng Thiền dưới chân Ngoạ Vân được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2024, với các phân khu dịch vụ nhà hàng chay, nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống Việt Nam, khu nghỉ dưỡng đậm tinh thần thiền, gần gũi với thiên nhiên, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách về với Ngoạ Vân. Cũng theo câu là tâm an thì thế giới an ấy, thì khi mà đến nghỉ ngơi và ở sinh hoạt ở một cái không gian thiên nhiên mang tính chất thiền cũng như là cái hòa mình với thiên nhiên như thế này thì mình cảm thấy rất là sự vui vẻ, cho mình có một cái sự thư thái. Trong cái chuyến đi hành hương lần này thì không chỉ lên lễ bái Phật mà đoàn du khách còn có thể ở lại để nghỉ dưỡng này, rồi có phòng để thiền này, và có khu cáp treo để cho du khách có thể thuận tiện hơn trong cái việc di chuyển này, và có cả cơ sở, ngoài cơ sở lưu trú còn có nơi để ăn uống dừng chân, tức là sẽ chọn gói trong một cái hành trình du lịch gồm có đi lễ Phật này, nghỉ ngơi và nghỉ dưỡng. Đấy nên là tôi cảm thấy rất là bất ngờ và cũng khá là hài lòng. Cùng với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đang phát huy vai trò, góp sức trong công tác bảo tồn di tích Ngoạ Vân, đồng thời quan tâm đầu tư các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho du khách, Phật tử tham quan, chiêm bái. Hệ thống cáp treo cũng được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đáp ứng nhu cầu du khách. Các công trình thiền đường, vườn thiền hay cầu bình an mới được đầu tư xây dựng trên cơ sở hài hòa với tổng thể kiến trúc, giá trị của Ngoạ Vân, gắn liền làm nổi bật giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. Các hoạt động của công ty cổ phần văn hóa du lịch Ngoạ Vân Yên Tử đang cố gắng để triển khai nhiều hơn. Đấy là thông qua những hoạt động sự kiện này, thông qua những cái hoạt động mà kết nối giữa đại chúng đến với Ngoạ Vân Yên Tử thì sẽ chính là cách mà tiệm cận nhất để truyền đạt đến họ các cái vẻ đẹp của Ngoạ Vân, cũng như là để họ biết được rằng câu chuyện về vua hóa Phật ở tại Việt Nam là duy nhất và chỉ ở tại Ngoạ Vân thôi. Các ngày lễ quan trọng gắn liền với Phật giáo Trúc Lâm sẽ được tổ chức xuyên suốt cả năm, tạo chuỗi hoạt động văn hóa thu hút người dân, du khách. Cùng với đó là phục dựng các hoạt động văn hóa phi vật thể gắn liền với giá trị cốt lõi của quần thể di tích là những yếu tố quan trọng giúp lan tỏa, khẳng định giá trị văn hóa tâm linh vươn tầm thời đại của Ngoạ Vân cũng như quần thể di tích Yên Tử.